Bắt nữ quái chuyên lừa du khách đặt phòng khách sạn qua mạng ở Đà Lạt. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Ngày 7 tháng 7, Lại Thanh Nhã 29 tuổi quê thành phố Hồ Chí Minh bị công an thành phố Đà Lạt Lâm Đồng bắt điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Nhã lập tài khoản mạng xã hội Facebook và Zalo có tên Joy Booking Đà Lạt. Trước các kỳ nghỉ lễ, cô ta chụp hình các khách sạn villa ở thành phố Đà Lạt đăng thông tin cho thuê phòng hoặc nguyên căn với giá rẻ. Khi có người đặt phòng, Nhã yêu cầu phải chuyển khoản đặt tiền cọc hoặc trả tiền trước vào tài khoản của mình. Tin lời, khách thực hiện giao dịch chuyển tiền, song khi tới Đà Lạt, họ không nhận được phòng. Còn các chủ villa khách sạn đều khẳng định không có nhân viên tên Nhã và không nhận tiền đặt phòng từ người này. Nhiều người liên lạc lại Nhã thì điện thoại khóa máy. Tới khi liên lạc được, họ yêu cầu trả tiền, nhưng Nhã hẹn lúc khác, rồi giả mạo ủy nhiệm chi cho khách. Phát hiện bị lừa, các nạn nhân trình báo cơ quan chức năng. Vào cuộc điều tra, công an lần theo các thông tin, làm việc với nhiều nạn nhân. Bước đầu xác định, trước đây Nhã là nhân viên cho một công ty ở Đà Lạt, chuyên làm trung gian cho khách thuê khách sạn biệt thự để nghỉ dưỡng, nhưng đã nghỉ việc. Cuối năm 2021, một người đàn ông liên hệ với Nhã bày tỏ muốn thuê căn nhà tại khu nghỉ dưỡng ở phường 3, giá 13 triệu đồng trên tháng. Ông này làm hợp đồng thuê nhà qua công ty cũ của Nhã làm việc, đóng tiền 6 tháng và kèm thêm 13 triệu đồng. Khi đã thôi việc, Nhã bị nợ nần hết tiền tiêu xài đã nảy sinh kế hoạch lừa tiền khách. Tháng 2022, Nhã thông báo với người khách trên rằng chủ nhà ông đang thuê muốn lấy lại nhà để bán. Nếu ông muốn tiếp tục ở đây phải đóng thêm 6 tháng, tổng cộng số tiền là 72 triệu đồng. Sau khi nạn nhân đồng ý, Nhã làm biên bản hủy hợp đồng trước đó và làm hợp đồng mới. Cô ta còn giả mạo chữ ký, viết tên giám đốc công ty cũ vào. Nạn nhân chuyển 72 triệu đồng vào tài khoản Nhã, nhưng sau đó phát hiện bị lừa đã yêu cầu trả lại 114 triệu đồng và chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, Nhã không có tiền trả đã làm giả giấy ủy nhiệm chi, giả thông báo giao dịch chuyển khoản số tiền 114 triệu đồng của ngân hàng gửi cho ông này nhằm kéo dài thời gian trả nợ. Ngoài người này, có nhiều nạn nhân khác cũng bị Nhã lừa bằng hình thức tương tự. Hồi tháng 3, Vietnamnet từng thông tin, nhiều người đặt phòng khách sạn villa qua mạng xã hội khi muốn đi Đà Lạt du lịch đã bị Nhã lừa lấy tiền cọc. Các nạn nhân phát hiện đã tố cáo cơ quan chức năng hành vi này.